Alo. Alo. Vì hình mãi giờ chưa hợp một cái gì. No. Hello anh em, thì cuối cùng cái kiện hàng của mình nó cũng đã về. Và hôm nay mình sẽ review nước sốt của bếp trưởng TikTok, xem mà nó có thực sự ngon như lời đồn trên TikTok hay không. Tại vì mình thấy rất nhiều các anh chị TikTok đăng bài và review cái này, nhưng mà mình thấy là nó có thật hay không mà rất nhiều người khen. Người miền Bắc, miền Trung, miền Nam gì cũng khen hết. Tại vì mình biết là cái khẩu vị á, mỗi cái vùng miền nó sẽ khác nhau, mà tại sao lại khen như vậy. Thì đây, mình có đặt về đây đó. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem. Và hơn hết á, ở đây là cái kênh YouTube, và nó không có gắn kèm cái link sản phẩm giống như bên TikTok. Thì đôi khi á, bên TikTok người ta review là kiểu khen khen tí để mà có cái link mua hàng ấy, để mua, đúng không? Để có được cái gì đó. Do đó cái video hôm nay sẽ là review cực chất và review thật nhất. Nice. Tức là ở chỗ mình sẽ review với 10 loại trái cây khác nhau để xem nó có phù hợp với tất cả các cái loại trái cây hay không. Oh my god. Đây thì đây là cái gọi là cái kiện của mình. Thì bây giờ mình sẽ mở nó ra. Đó, thì bên trong á là mình đã bóc tem sẵn rồi, tức là bên trong đây có hai chai, mình đặt hai chai, một chai vị hành và một chai vị tôm. Đây, cái này là tặng kèm đây, để mà ăn hoa quả. Nhưng mà thường thì ăn hoa quả trái cây thì mình chỉ dùng tay thôi. Đó, nhưng mà nói chung cái này tặng thêm thì cảm thấy rất là ok, rất là phù hợp. Đó, thì trong này có đây một cái không ngon hoàn tiền gì đây. Tất nhiên là mình sẽ không cố chê, vì tất nhiên nó chê hay là không, đó là nó phải đúng thì mới được gọi là hoàn tiền chứ, đó, đúng không? Đó, đơn giản thì mình sẽ review thôi. Đây, bếp trưởng của chúng ta đây. Ok các bạn, thì đây là mâm hoa quả hơn 10 loại của mình. Đó, thì làm sao review cho nó chất, review cho nó thật và nó có thực sự phù hợp với tất cả các cái loại hoa quả hay không. Thì đây, mình sẽ kiểm nghiệm cho các bạn xem. Chứ không phải, đây là không có gắn link TikTok hay link gì hết nha. Là đảm bảo review rất là thật. Và mình nói luôn, đó là mình là người miền Trung. Đó, do đó thì có thể review thì thiên hướng về vị của người miền Trung nhiều hơn, nhưng thực ra là món Bắc, món Nam hay món gì mình cũng đã ăn qua rồi. Do đó mình sẽ gọi là có một cái nhìn gọi là công tâm nhất. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đổ nước sốt ra. Đây mình có hai cái chén. Thì đây là vị tôm nha. Đó. Và mở ra thì mình thấy cái mùi rất là thơm. Nhưng mà nhìn cái nước sốt đặc đặc như thế này thì mình nghĩ là đặc như thế này đa số là vì đường. Và có lẽ là mình chưa ăn, nhưng mà mình có lẽ là nước sốt này hơi ngọt. Đó, sệt như nhau, bên nào cũng sệt như nhau. Đổ nhiều nhiều đi. Thì tất cả các cái loại mình mua, đa số những cái loại này là phải cần chấm muối. Ok, bây giờ mình sẽ thử xem nó có cay tẻ đái như mấy cái nước sốt của mình không. Đấy, chấm vào này. Đây. Mình thấy được cái vị của giống như muối tôm. Mình không biết là có thành phần, à đúng rồi, thành phần có tôm giống muối tôm. Mà thì mình thấy cái vị nó giống muối tôm, nhưng mà nó lại có một cái vị ngọt hơn. Thử phát nữa.
nó không cay. Mặc dù cái chai mình đặt là vị siêu cay nhưng mà nó lại không cay. Chắc là do sức ăn cay của mình nó lớn đấy. Đây là mít. Mặc dù mít á thì không có ai mà chấm với muối cả, rất ít, nhưng mà mình cũng sẽ thử chấm luôn xem nó có hợp hay không. Tại vì mình thấy đây là sốt chấm hoa quả mà. Mình thấy nó cũng hợp nhưng mà không hợp với mít. Ok, chuyển sang táo với vị hành. Vị hành này mà bạn nào mà không ăn được hành á, tại vì mình là một thằng gọi là ăn tạp, ăn cái gì cũng được. Oh my god. Wow. Nhưng mà mình thấy cái vị hành này hình như là nó không hợp với hoa quả. Táo không hợp với vị hành, hợp với bên này hơn. Nhưng mà tổng thể thì mình sẽ nói sau. Ok, một loại. Tiếp theo đến mình sẽ ăn với quả mận. Đây, trong Nam thì gọi là quả mận, miền Trung thì gọi là quả đào, ngoài Bắc thì hình như cũng gọi là quả mận. Sốt vị tôm. Nó ngọt ngọt, nó lở lở sao các bạn. Thì như là do nó ngọt quá. Nó làm mất đi cái vị này, mất đi cái vị của mình. Hay là mình này quá nhạt nhỉ. Không hợp lắm. Vị hành. Oh my god. Vị hành này thực sự không hợp á. Chị em mình rất là thích, rất là ok. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt quả ổi này ra. Đây. Đó. Thì chấm luôn vị tôm này. Đây. Vị tôm kìa, khá là hợp. Thử vị hành này. Không hợp tí nào. Cóc. Đây, trái cóc. Mình cũng sẽ cắt ra một miếng thôi. Chấm vào vị tôm này. Cóc chấm vào vị tôm này cực ngon. Rất là ngon luôn. Ngon nhưng mà cũng phải thử qua vị hành để xem cái hành này nó hợp với cái nào. Chứ mãi giờ là cái này có nhiều cái là vẫn ok. Và cái này là ngon. Cái ổi là trên ok một chút. Còn cái này mãi giờ chưa có cái nào ok cả. No.
Mình rất xin lỗi nhưng cái vị hình này hầu như nó không hợp để ăn với hoa quả nào cả. My God. Đó, hay còn gọi là quả táo. Quả táo bom gì đó. Nói chung là đó, chấm vào. Thôi bây giờ mình chấm thử vị hành trước đi. Ok chưa? Alo. Ao. God. Oh my. Cái này bắt đầu mình thấy có vị cay này. Cái hành á, cái này thì không cay, nhưng mà cái hành thì nó có một cái mùi rất là kỳ quặc. Rất là quặc kỳ. Nói chung là nó không có thú vị bằng cái tôm này. Đây. Không hợp lắm không ạ? Tiếp theo đến mình sẽ thử cái này là dưa chuột. Đây, chấm vào. Đây, dính rồi nhá các bạn. Dưa chuột với vị hành. Tại vì bình thường dưa chuột sẽ ăn kèm với các món giống như thịt đồ các thứ thì nó không hợp. Thì mình muốn chấm vị hành trước để xem thực sự vị hành này nó hợp với cái gì. Đợi mình ăn tiếp cái bên này rồi mình sẽ nhận xét. Cả hai loại không hợp. Mình sẽ để còn nguyên vỏ để mà cho nó gọi là nó giòn thì ăn kiểu hoa quả nó ngon đó. Chứ còn gọt vỏ đi như thế này thì nó sẽ rất là mềm đó. Do đó các bạn đừng bảo mình tại sao không gọt vỏ nha. Thứ nhất là mình lười. What? What the fuck? Thứ hai là để cho nó giòn. Thực sự là mình nói hoa quả mình muốn để vỏ trừ cái quả dứa này ra nha. Quả lê. Ăn nó cũng khá là thú vị. Không hợp. Vị hành. Vị hành mãi giờ chưa hợp một cái gì. Một cái món mà ai cũng biết và nhiều người mê. Xoài keo. Xoài keo là vốn chỉ nó đã ngon rồi các bạn. Đó. Chấm vào vị hành trước đi. Có một sự phù hợp. Nhưng mà cái hầu thì lại ra nghe cái mùi hành nó rất cao. Vị tôm đi. Rất là ngon. Nhìn là đã biết ngon rồi. Nó kỳ cục lắm này. Cái này ăn với xoài, ăn với cóc cực kỳ ngon. Cái này á, lúc đầu á, mới ăn vào cảm thấy nó ngon. Nhưng mà sau đó nó có cái mùi hành. Mình là thằng ăn được hành. Đó. Cho nên là mình cũng không biết nói sao về cái trường hợp này. Trường hợp này thì
Trời ơi, chấm với xoài là bao phê. Nhưng mà xoài xanh và xoài chua nha. Quá ngon. Đây, mình sẽ chuyển sang mình ăn quả thơm. Quả chấm thêm lần nữa, tại vì vị thơm nó át hết, mình không nghe ra mùi gì cả. Ok, chấm với vị hành này. Thơm đôi lúc chúng ta nấu canh bỏ hành đúng không? Đó, để xem nó hợp hay không. Vẫn một lần nữa, vị hành. No, no, please. Và cuối cùng, đó là quả chanh. Thì mình quá thất vọng với vị hành rồi, cho nên biết làm sao phải làm sao. Đã quên, vì mình quá thất vọng với vị hành rồi, cho nên mình sẽ không có dùng cái vị hành nữa. Vì cái quả chanh cuối cùng thì mình nghĩ nó cũng không có cứu vớt được cái vị hành đâu. Đó, trên nhà vậy, trên này. Wow, mình sẽ chấm thật nhiều sốt lên vì chanh nó sẽ rất là chua. Oh my god. Chanh hợp. Chanh rất chua. Nhưng mà hợp, mình phải ăn thêm một miếng. Các bạn biết chanh hợp rồi. Ok. Đây, tổng kết hai cái vị nước sốt này thì mình thấy như sau. Đó là vị hành không hợp để chấm hoa quả. Vị hành dưới 3 điểm. Thực sự luôn, vị hành dưới 3 điểm. Còn vị tôm, nó sẽ phù hợp với một số loại hoa quả nhất định. Nhưng mình thấy rằng tại vì nó có cái vị ngọt nhiều, cho nên ăn với những cái chua là nó sẽ rất là hợp, rất là ngon. Nhưng ngược lại, khi ăn với ổi, với mận, với táo, với một số thứ ngọt ấy, thì nó gọi là sao này, cái nước sốt này nó quá ngọt, thành ra nó làm mất đi cái vị ngon của cái hoa quả. Đó, mình thấy cái này á thích hợp để mà chấm với cóc, với xoài, với chanh. Mà chanh thì ít ai ăn giống như mình lắm. Đó, thì thường là xoài với cóc thôi. Mình không biết me nó có hợp hay không. Mùa này mình chưa tìm được me. Tìm được me thì mình sẽ ok hơn rồi. Chỉ có mùa này chỉ có me khô thôi. Đó, thì mình thấy rằng á là cần cải thiện ở chỗ vị hành, quá nhiều hành. Và thực sự là vị hành chấm hoa quả nó không có hợp. Thì hy vọng á, nếu em bếp trưởng có xem được video này thì sẽ có sửa đổi sau đó cho với nó có vị hành, hoặc là bỏ luôn cái vị hành. Vì mình làm nước sốt hoa quả thì chỉ làm một loại thôi, đó là vị tôm, và một là cay và hai là siêu cay. Giống như cái này em có thể siêu cay, em có thể là cho cay hơn một tí cũng được. Đó, thì thực sự mình ăn mình chưa thấy cay, đó là mình nói thật. Chắc có lẽ là do vì mình ăn được ớt trái cho nên nó như vậy. Thì mình thấy nó cũng ok rồi, nó cũng có một cái vị the the nhẹ, nhưng mà nó hơi ngọt quá. Đối với mình giảm bớt đi khoảng 35-40% đường là rất là ok. Có thể là như thế này luôn, anh bếp trưởng có thể làm từ khu vực Đà Nẵng đổ lên đi, hay là Huế đổ lên đi, thì em sẽ cung cấp cái loại gọi là nước sốt bớt ngọt đi. Và ở khu vực vào đơn đặt hàng vào miền trong ấy, miền Nam ấy, đó, Sài Gòn các thứ ấy, đó là sẽ sử dụng loại nước sốt nguyên bản như thế này. Tại vì nguyên bản như thế này có lẽ ngọt nó sẽ phù hợp với các bạn ở trong Nam hơn. Đó, còn mình thì mình thấy là nó nên bớt ngọt đi. Thì có thể là góp ý là em chia ra, tức là đơn đặt hàng ở phía ngoài này, từ Đà Nẵng đổ ra đi, thì em sẽ cho cái loại nước sốt bớt ngọt đi khoảng 30-40% là ok. Và đơn đặt hàng ở
phía Nam á, thì em sẽ giữ nguyên cái loại nước sốt này và mình chấm cái loại nước sốt này là 7 điểm rưỡi. Nó chưa được điểm giỏi là 8 điểm tại vì nó chưa phù hợp với nhiều loại hoa quả. Mình nghĩ bớt ngọt đi nó sẽ phù hợp với nhiều loại hoa quả. Đó, và hy vọng em sẽ cải thiện. Còn mình thấy vị hành thì thực sự mình nói chân thành đó là không hợp với bất cứ cái gì cả. Mình là một thằng gọi là ăn hành, gọi là nếu mà một bát phở đổ một bát hành này vào mình vẫn ăn rất là ngon lành. Do đó thì mình thấy vị hành này thực sự không hợp. Đó, hy vọng là anh bếp trưởng có thể cải thiện được cái vấn đề này. Đó, mình chỉ nói đến đây thôi. Video rất là dài dòng và rất là phiền phức cho các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ subscribe để ủng hộ mình đấy nha. Subscribe nha, like kênh nha.